Thưa quý vị, khi nhận lại lá cờ SEA Games từ chủ nhà Philippines năm 2019 thì chúng ta không thể ngờ được những khó khăn ập đến một cách khủng khiếp như vậy. Đó là đại dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 đã làm cho mọi thứ xáo trộn và tác động mạnh mẽ tới mọi mặt đời sống xã hội. Dù đã lùi thời gian tổ chức gần nửa năm nhưng vẫn có quá nhiều khó khăn và trở ngại trong công tác chuẩn bị cho SEA Games 31. Trong khi dịch bệnh diễn biến ngày một phức tạp, chống dịch được xác định là ưu tiên hàng đầu, việc chuẩn bị cho SEA Games 31 vì thế cũng bị hạn chế rất nhiều. Trước hết, ảnh hưởng lớn nhất là vấn đề kinh tế. Từ dự trù 1,6 nghìn tỷ đồng, cuối cùng SEA Games chỉ được cấp 750 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí được cấp, ban tổ chức gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn làm theo chỉ đạo, cố gắng cân đối, tiết kiệm nhất, phát huy tính tự chủ của địa phương đăng cai để tổ chức thành công kỳ SEA Games 31. Theo cái chỉ đạo của ban chỉ đạo, ban tổ chức thì chúng ta đã quyết định là chúng ta tổ chức ở 11 địa điểm ngoài Hà Nội. Có nghĩa là ngoài Hà Nội thì chúng ta còn 11 địa phương tham gia cùng tổ chức SEA Games với Hà Nội. Đối với Paragame chỉ duy nhất tổ chức ở trong khu vực Hà Nội chứ không tổ chức ở các địa phương khác. Và cái công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 của Hà Nội đã chuyển động và làm khá tốt. Cũng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh, suốt 2 năm qua, các vận động viên của tất cả các môn thi đấu đều ít có cơ hội được đi tập huấn hay thi đấu cọ sát. Điều này đã tác động lớn tới tâm lý cũng như phong độ của các vận động viên. Bọn em cũng không thi đấu được nhiều, cũng như là không thể nào mà cọ sát, cũng như là có thể là tích lũy được nhiều cái kinh nghiệm trong quá trình thi đấu cũng như tập luyện. Thì em nghĩ đấy là một cái khó khăn của bọn em. Đấu kiếm nó rất là cần những cái thi đấu cọ sát trực tiếp với nhau. Đấy là cái cách tập tốt nhất. Thì bây giờ là gần như là bị hạn chế rất nhiều. Ngày trước đấu 10 lần thì bây giờ chỉ đấu được 2-3 lần. Công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 đang diễn ra trong điều kiện vô cùng đặc biệt khi dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Để triển khai một kỳ đại hội thể thao an toàn, tiết kiệm, thành công, rất cần sự quyết liệt và nỗ lực từ mỗi cá nhân để giải quyết những khó khăn này. Làm thế nào để tổ chức thành công một kỳ đại hội trong bối cảnh dịch bệnh vẫn phức tạp, vừa tạo được dấu ấn chuyên môn, vừa bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia là vấn đề dư luận rất quan tâm. Trước nhiều khó khăn và thách thức đặt ra, toàn bộ đội ngũ người làm công tác thể thao đã thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm vượt khó, sẵn sàng hướng tới một kỳ SEA Games thành công. Một trong những vấn đề mà nhiều người quan tâm nhất khi thời gian khai mạc SEA Games 31 chỉ còn hơn một tháng nữa, đó là công tác phòng chống dịch bệnh. Không chỉ đón tiếp khoảng 7.000 vận động viên tham dự, đây còn là dịp sẽ thu hút đông đảo bạn bè trong khu vực tới Việt Nam. Vì vậy, vấn đề kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho vận động viên là nhiệm vụ trọng tâm. Ban tổ chức đã lên phương án rất chi tiết, đồng thời có rất nhiều cuộc họp và phân chia nhiệm vụ cụ thể với từng bộ phận phục vụ y tế. Phục vụ cho SEA Games thì bệnh viện tổ chức ra 4 tổ, là có 2 tổ trực ở tại khách sạn, 2 tổ là phục vụ y tế tại sân Điền Kinh cho các thi đấu Điền Kinh và cho thi đấu bi sắt ở Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra là các cái lễ khai mạc và bế mạc là bệnh viện phải tăng cường chi viện cho các bệnh viện xung quanh địa bàn Hà Nội để đảm bảo an toàn y tế cho sự kiện và cho khán giả. Mặc dù nguồn kinh phí khá eo hẹp, nhưng đến nay các hạng mục công trình, hệ thống cơ sở vật chất đang được triển khai theo đúng tiến độ và đảm bảo phục vụ tốt cho các nội dung thi đấu. Một kỳ SEA Games thi đấu trên sân nhà chắc chắn sẽ mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt, niềm tự hào cũng như trọng trách lớn lao cho các vận động viên. Vì vậy, dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình tập luyện, nhưng đến nay các vận động viên đều đang nỗ lực hết mình và thể hiện sự quyết tâm cao nhất trước kỳ đại hội thể thao đặc biệt này. SEA Games 31 tại Việt Nam thì cũng xem như là một cái SEA Games mà cũng nhiều dấu ấn cũng như là làm cho bản thân em cảm thấy có nhiều cảm xúc. Em cũng hy vọng là mình có thể giành được huy chương vàng cá nhân để không phụ lòng các thầy các cô cũng như là người hâm mộ và cũng như là bản thân em ạ. 18 năm thì chúng ta mới quay lại tổ chức một SEA Games và trong cái điều kiện dịch bệnh đặc biệt khó khăn như thế này. Chúng tôi muốn gửi một cái thông điệp là Việt Nam sẽ tổ chức một SEA Games đón tiếp tốt về cơ sở vật chất và mong muốn các vận động viên có một kỳ SEA Games vừa đạt được những thành công trong thể thao và góp phần quảng bá cho nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách. Hy vọng với sự nỗ lực của các huấn luyện viên, vận động viên, các nhà quản lý trong công tác chuẩn bị,
Chủ nhà Việt Nam sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế với một kỳ SEA Games an toàn, thành công. Con tim đôi chân sẵn sàng.